Phần này tôi nói tiếp với các bạn về căn của số phức. Căn của số phức. Như vậy chúng ta dựa vào công thức Mavra thì ví dụ như chúng ta cần phải tìm căn bậc n của z. Thế thì ta biết là nếu mà z có dạng là r theta thì căn bậc n của z theo công thức Mavra sẽ là z mũ 1 chia n. Vậy thì nó sẽ là r mũ 1 chia r 1 chia n, và argument là theta chia cho n. Vậy nhưng mà để ý cách tính nha, bởi vì trong cái trường hợp này chúng ta phải xét theta làm góc lượng giác tổng quát, tức là theta trong trường hợp này nó phải là một con số theta cộng với k hai pi, tương hiệu theta chấm này, đây là argument chính. Vậy thì bây giờ chúng ta coi thử nha. Nếu như mà chúng ta phải tính căn bậc 3 của 1 đi, của 1 trong tập số phức C, vậy thì ta có 1 là viết dạng lượng giác nhé, 1 sẽ là 1 này cos của 0, đúng không nào, cos 0 cộng với y sin 0, thì cos 0 bằng 1, sin 0 bằng 0, nên chỗ này vẫn là 1 bằng 1, hay viết dạng cực, tức là nó là 1, 0, vậy có nghĩa là 1 bằng 1, 0. Từ đó suy ra, nhưng mà không này thì phải do cái công thức lưu ý bên trên, nên không này phải hiểu là không cộng với k 2 pi. Như vậy suy ra căn bậc 3 của 1 nó sẽ là căn bậc 3 của 1, và góc bên đây nó sẽ là k 2 pi chia cho 3, trong đó k thuộc z. Thế thì viết dạng lượng giác, viết dạng lượng giác thì chúng ta sẽ có căn bậc 3 của 1 nó sẽ là 1, là đây, bên đây là phức nhé, đây là số thực, căn bậc 3 của 1 cos của chỗ này là k2π chia 3 cộng với y sin k2π chia 3. Từ đó cho k 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 đó, vân vân. Ví dụ như chúng ta cho k bằng 0 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ suy ra một cái giá trị căn của 1, tức là ta tạm gọi là z1, nó sẽ là chỗ này sẽ là 0, 0. Như vậy là căn bậc 3 của số phức 1 có một giá trị là 1. Nếu mà cho k bằng 1 thì chúng ta sẽ được cái giá trị thứ hai, cho k bằng 1 nhé, thì chỗ này sẽ là cos của 2π chia 3, cho nên là sin của 2π chia 3, nó là 1 cos 2π chia 3 cộng y sin 2π chia 3. Như vậy chúng ta biết là cos 2π chia 3, sin 2π chia 3, ta tính nha, 1π chia 3 này, 2π chia 3 này, như vậy cos của nó sẽ là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 cộng với y sin 2π chia 2π chia 3, căn 3 chia 2, đó là giá trị thứ hai. Và cho giá trị k bằng 2 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tính được z3 bằng
cái bằng 2 chỗ này sẽ là 4. Căn bậc 3 1 cos 4 pi chia 3 cộng y sin 4 pi chia 3. 4 pi chia 3 đây. 1 pi chia 3, 2 pi chia 3, 3 pi chia 3, 4 pi chia 3. Như vậy cos của chúng ta vẫn là trừ 1 phần 2. Còn sin thì sẽ là trừ căn 3 chia 2. Vậy giả sử như chúng ta cho tiếp nhé, cho ví dụ cho k bằng 3 chẳng hạn. Cho k bằng 3 thì cos này sẽ là chỗ này sẽ là 3 đơn giản cho 3, còn là cos 2pi cộng với sin nó tương ứng với trường hợp k bằng 0. Trường này thì trùng với trường hợp k bằng 0, có nghĩa là chúng ta sẽ được nghiệm z1 bằng 1, vân vân. Tức là những giá trị thay những giá trị k khác thì chúng ta sẽ được trùng lại những cái giá trị nghiệm mà đã tính ở trên đây. Hay là cách khác là căn bậc 3 của 1, căn bậc 3 của 1 thì có 3 giá trị. Tổng quát thì căn bậc n của z sẽ có n giá trị. Sẽ có n giá trị. Các bạn thử về nhà tính cho tôi. Căn bậc 3 của -1 nhé, xem nó chỉ là mấy.